Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng, và DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today trong ngày hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 11, 2021 thưa quý vị. Vẫn là lời cầu chúc đầu ngày gửi đến cùng tất cả quý khán giả, mong rằng chúng ta thật dồi dào sức khỏe. Hôm nay đã là ngày 23 rồi, ngày mai là 24, và thứ năm thì chúng ta chính thức sẽ là ngày Thanksgiving. Anh Dũng có thể chia sẻ về cái lịch trình làm việc của mình trong tuần này được không? Để cho khán giả đừng có mong, hay là đừng có trong... À nhỉ? Đúng không? Nhưng mà nói sợ khán giả buồn sao? Buồn hả? Tại vì là anh em chúng tôi sẽ, năm nay sẽ rất là đặc biệt. Sẽ làm ngày nay là thứ ba, thứ tư sẽ làm nguyên ngày. Sáng thứ năm sẽ có cái phần Việt Face Today. Và sau đó là anh em chúng tôi sẽ được nghỉ luôn cho đến thứ hai mới gặp lại. Thành ra là tất cả các chương trình thứ bảy thì sẽ thâu vào ngày thứ tư. Đồng thời đó, rồi là cái chương trình Việt Face Tonight chiều thứ năm, chiều thứ sáu sẽ không có. Và đây sẽ là một cái hy vọng là quý vị sẽ không có buồn lắm. Là vì chúng ta vui với gia đình bạn bè, ăn cái lễ trong gia đình thì chắc cũng không có buồn gì lắm đâu. Rồi qua thứ hai thì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi mà, đúng không? Dạ, dạ vâng. Nhưng mà nếu mà anh làm thì tôi làm chung với anh. Không, tôi chỉ nói đây là nói với khán giả chứ tôi không nói với bạn. Dạ vâng. Thưa quý vị, đó là lịch trình làm việc của ban tin tức Việt Face Today và Tonight trong tuần này, tuần nghỉ lễ. Dĩ nhiên là sau tuần này lịch trình sẽ trở lại bình thường cho đến khi nào mà lễ Giáng sinh mà thôi. Và để bước vào trong bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay, tin liên quan đến vấn đề tội phạm ngày càng lộng hành tại tiểu bang California, nhất là tại khu vực Bắc Cali. Trong tuần này, thưa quý vị, thống đốc Gavin Newsom cho biết rằng là ông đã đưa ra những nỗ lực mới nhằm giảm thiểu cái hành vi phạm tội, phạm pháp trong lĩnh vực mà gọi là ăn cắp vặt hay là... hôi của. Hay là hôi, không phải hôi của, ăn cắp vặt trong những cái tiệm bán lẻ ở tại tiểu bang. Vì những luật lệ mà lỏng lẻo trong tiểu bang California, cho nên là trong thời gian qua đó có nhiều tổ chức đứng ra, họ đã có những cái hoạt động ăn cắp phi pháp có tổ chức. Ví dụ như là trong tháng qua đã có hơn cả chục cái vụ ăn cắp cướp bóc ở tại những cái cửa hàng Nordstrom ở trong miền Bắc California. Và ngoài ra nữa thì gần đó cũng một nhóm vô đó để mà cướp một cái tiệm Louis Vuitton trong thành phố San Francisco và những là và cũng như là những nơi bán lẻ khác trong khu vực Bắc Cali. Và trong trong suốt một năm qua, thưa quý vị, người ta nói rằng là cái mức tội phạm ở tại miền Bắc California, San Francisco đã tăng hơn 52% về cái tội mà gọi là ăn cắp vặt, trộm cắp, cướp bóc. Vì luật lệ ở đây rất là lỏng lẻo, không có coi như là không có những cái biện pháp cứng rắn để mà răn đe và bài trừ những người ăn cắp vặt. Ví dụ như là nếu mà quý vị là một cái người có ý đồ ác ý và muốn đi ăn cắp hay là ăn cướp, mỗi ngày quý vị chỉ cần ăn cắp những cái món đồ nó không có quá, thì như là quá 500 đồng đi, thì luật lệ thứ ba hiện nay không có những cái biện pháp cứng rắn để mà chế tài quý vị. Thì những cái người mà gọi là có kiến thức về vấn đề mà trộm cắp hay phi pháp đó, họ chỉ ăn cắp đến cái mức gọi là 400 mấy đồng thôi, và họ làm như vậy mỗi ngày thì sẽ không bị gì cả. Thì đây là cái mà thống đốc Gavin Newsom muốn ám chỉ rằng ông bất mãn về việc này. Ngay kể cả cái tiệm bán rượu đỏ của ông cũng đã bị một số người đến để mà trộm cắp. Và trong cái mùa lễ Thanksgiving và Giáng sinh, ông muốn điều động thêm các viên chức cảnh sát của tiểu bang để mà đứng gác ở tại những cái nơi bán lẻ lớn nhằm răn đe hay là ngăn cản cái việc trộm cắp có tổ chức tiếp tục xảy ra ở tại miền Bắc Cali. Xin lặp lại cái chi tiết, tức là ông Gavin Newsom có một cái tiệm bán rượu vang. Dạ vâng. Tiệm bán hay là cái xưởng sản xuất? Vừa bán và vừa sản xuất luôn. Ồ, tức dạ là vâng, có một cái winery luôn. Dạ vâng, thưa quý vị, thống đốc Gavin Newsom làm thống đốc cho vui thôi, chứ đó không phải là cái thu nhập chính của ông. Gia đình của ông có nhiều cái cổ phần trong nhiều nhà hàng sang trọng ở tại tiểu bang, và cũng như là ông là một trong những cổ đông lớn trong cái loại rượu mà Plum Jack. Đây là một loại rượu cũng tương đối là đắt tiền, được sản xuất nho thì trồng ở tại Napa Valley và sản xuất ngay tại California.
Cho nên rằng là cái lương thống đốc của ông 170 mấy ngàn một năm đó là gọi là cho vui thôi. Làm cho vui thôi phải không? Vâng. À, vâng thưa quý vị, chính vì cái tình hình đó, trong ngày hôm qua thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị những cái hình ảnh mà khoảng 8 trên dưới 80 người đã vào tràn vào một cửa tiệm Nordstrom ở khu vực vùng vịnh miền Bắc California để mà cướp một cửa tiệm Nordstrom đó. Thì nó có vẻ là nó làm cho cái tình hình này trở nên giống như là một cái giọt nước làm đầy tràn cái ly nước. Và do đó thì cả chính quyền cũng lên tiếng. Và ngày hôm qua thì cảnh sát trưởng của khu vực thành phố Oakland là ông Lerone Armstrong, ông tuyên bố, ông nói là những gì mà chúng tôi sẽ bảo đảm với quý vị là vào cuối tuần này, tức là cái cuối tuần lễ này đó, chúng tôi sẽ có thể giải quyết những cái băng nhóm lưu động đã nhắm mục tiêu đến rất nhiều cộng đồng, và chúng tôi sẽ có các cái đội chiến thuật sẽ được triển khai ra khắp thành phố Oakland. Những người này đến thành phố đã được trang bị vũ khí đầy đủ từ khắp khu vực vùng vịnh. Và đây không chỉ là những người địa phương ở Oakland, họ là những nhóm người đến từ các cộng đồng khác, và chúng tôi đã chuẩn bị một cách đầy đủ để giải quyết vấn đề này. Và chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng an ninh, cảnh sát để bảo đảm rằng chúng tôi có đủ nguồn lực để giải quyết cái vấn đề tội phạm bạo lực nếu có xảy ra. Hiện nay thì có lẽ như với cái tuyên bố của ông cảnh sát trưởng này thì lực lượng an ninh ở tại Oakland đã nắm vững được danh sách của những người vãng lai đến tại thành phố Oakland vào cái dịp cuối tuần ngày lễ này. Thưa quý vị, trong những ngày lễ bận rộn thì đáng lẽ ra đây là cái thời gian mà các cơ sở thương mại lớn nhỏ trong nhiều ngành nghề tận dụng để mà coi như là kiếm cái lợi tức trong năm. Tuy nhiên vì vấn đề thiếu hụt nhân viên hay là lao công khiến cho nhiều nơi chỉ mở được có nửa cái công suất của họ, hay là nhiều nơi hoàn toàn là phải đóng cửa luôn. Ngay kể cả tiểu bang Texas, một nơi mà vấn đề tỷ lệ thất nghiệp càng ngày càng có cái dấu hiệu trở nên khá hơn, rất nhiều những nhà hàng hiện nay đều phải gắn bảng rằng là họ đang tìm kiếm hay là tuyển mộ nhân viên. Ví dụ như là ngay ở tại một cái tiệm nhà hàng ở đây thì bà chủ bà cũng nói rằng là bây giờ chỉ còn có đủ nhân viên để mà phục vụ khách mà mua thức ăn và mang đi thôi, chứ không có đủ nhân viên để mà phục vụ khách hàng ăn tại chỗ nữa, tại vì thiếu, không ai muốn làm hết. Đăng cái bảng ra nhưng không ai gọi vô để mà xin việc làm. Và nó cũng không phải như vậy, nó cũng tương tự với nhiều nhà hàng khác. Hiện nay có đến rất nhiều nhà hàng ở tại tiểu bang Texas hay là nói chung là ở tại nước Mỹ đang thiếu nhân viên làm việc trầm trọng. Nhiều nơi phải tăng mức lương tối thiểu, tăng cái mức lương của họ cao hơn mức lương tối thiểu, nhưng mà cũng không ai muốn làm. Và cái ngành nghề mà bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là ngành nghề mà gọi là hospitality, những ngành trong như là khách sạn, nhà hàng, những cái nơi mà cần người đứng ra để mà phục vụ những người khách đó là đều thiếu hụt nhân viên cả. Xin trở lại với anh Dũng. Trong cái mùa lễ tới đây mà lại thiếu như thế này, thành ra là nhiều cơ sở, nhiều nhà hàng đã phải hạn chế lại cái mức hoạt động của mình, thì đây là một cái việc mà có lẽ là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến các cái ngành kỹ nghệ khác. Trong khi đó thưa quý vị, thì trong ngày hôm qua ở tại tiểu bang Oregon, thì đương kim thị trưởng của thành phố Silverton ở tại khu vực này đã thông báo rằng cái người thị trưởng đầu tiên công khai là người chuyển giới ở tại Hoa Kỳ luôn, chứ không phải là ở tại Oregon. Ông tên là Stuart, bà phải thì đúng hơn, Stuart Rasmussen, đã qua đời vì bệnh ung thư. Đây là lời xác nhận và thông báo của đương kim thị trưởng thành phố Silverton vào ngày hôm qua. Và ông nói rằng thành phố cũng như là tất cả các nhân viên đều sẽ nhớ đến cái sự phục vụ của người thị trưởng này từ năm 1998. Lần đầu tiên bà đã được bầu vào làm chức thị trưởng của thành phố Silverton ở Oregon từ năm 1988. Và sau đó thì bà đã trở lại với cái nhiệm vụ này một lần nữa vào năm 2009. Và rồi thời gian sau này thì bà đã về hưu. Từ năm 2014 thì bà về hưu. Và bà năm nay khi mà qua đời thì đã 73 tuổi và qua đời vì căn bệnh ung thư. Và bà là người chuyển giới đầu tiên, một thị trưởng đảm nhận chức thị trưởng của một thành phố lớn ở tại tiểu bang Oregon. Nó nằm cách thủ phủ của Portland khoảng 40 dặm về phía nam.
Thưa quý vị, bản tin kế tiếp trở lại cái việc mà một cái người cầu thủ trong nữ bộ môn nữ quần vợt Pantry hiện nay vẫn còn đang nửa mất tích, nửa hiện diện, giống như là phim bộ nhiều tập như vậy đó. Trong ngày hôm qua thì Ủy ban Thế vận hội quốc tế đã đưa ra một bức ảnh của một cái cuộc gọi là điện đàm giữa bà này với ông Thomas Bach là hiện nay là chủ tịch của Ủy ban Thế vận hội quốc tế. Cái hình này được đưa ra nói rằng là hai người đã có một cái cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 30 phút trong một cái hệ thống Zoom hay là video trực tuyến nào đó, nhưng mà Ủy ban Thế vận hội quốc tế đã không có đưa ra những thông tin khác về cái việc mà bà này tại sao mà chỉ có nói chuyện với ông Thomas Bach trong vòng 30 phút mà không được nói chuyện với tất cả những người khác mà cần liên lạc với bà. Quý vị thấy rằng đây là cái hình mà họ đưa ra thôi, không có đưa video cũng không, và các cơ quan truyền thông khác bao gồm luôn cái đài truyền hình CNN không có cơ hội để mà tiếp cận với bà này. Và cái hình này được đưa ra mà nó tạo ra nhiều câu hỏi khác nữa là hai người này đã nói gì trong thời gian 30 phút mà không đưa ra nguyên cái đoạn video của cuộc nói chuyện của họ mà chỉ đưa ra đúng một tấm hình mà thôi. Tại sao Thế vận hội, Ủy ban Thế vận hội quốc tế lại được cái quyền để mà tiếp cận với bà này mà không ai khác được nói chuyện với bà này cả? Và tại sao Thế vận hội quốc tế không nhắc đến cái chuyện là bà này đã tố giác phó thủ tướng của Trung Quốc về những cái hành vi gọi là xâm phạm tình dục ở tại tư gia của ông, vân vân. Đối với cái hiệp hội mà gọi là nữ quần vợt đó thì họ đã cảnh báo rằng là họ sẵn sàng rút ra hết tất cả các hoạt động của hội ra khỏi Trung Quốc và họ không có quan tâm về vấn đề lợi nhuận. Nhưng mà đối với Olympic quốc tế đó thì có lẽ là sắp sửa có một cái cuộc gọi là Thế vận hội ở tại Bắc Kinh, cho nên họ không có dám nói mạnh miệng, họ chỉ đưa ra một cái lời phát biểu chung chung như vậy thôi. Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm 2022. Trở lại với phần tin tức, thưa quý vị, sang qua các chi tiết liên quan đến vụ chiếc xe SUV màu đỏ đã tông vào đám diễn hành ở tại tiểu bang Wisconsin trong ngày hôm qua đó, thì ngày hôm nay đã có thêm một số các cái chi tiết. Ba trong số 5 người đã thiệt mạng qua cái vụ tông xe vào đó thì là 3 người này nằm ở trong một cái đội múa, một cái đội nhảy múa gọi là đội múa các cụ bà, là vì muốn có điều kiện để đi vào cái đội này đó, thì là phải bắt buộc là phải hoặc là có cháu nội hoặc là phải có cháu ngoại thì mới được ghi danh vào đây, và sau đó thì được tập luyện cùng với nhóm này. Và như quý vị thấy đó, họ mỗi năm đều tổ chức cái nhóm này ra để mà trình diễn những cái điệu nhảy múa trong các cái cuộc diễn hành ăn mừng. Quý vị thấy đó, cái nhóm múa đang nhảy những cái điệu đó mà người ta gọi là nhóm múa các cụ bà. Thì những cái thành viên còn lại của cái nhóm này họ rất là buồn sau cái sự qua đời của 3 thành viên của nhóm. Như ngày hôm qua chúng tôi đã nêu ra cái danh sách của các cụ này, đó là bà Virginia Sorensen năm nay 79 tuổi, bà Lynn Owens năm nay 71 tuổi và bà Duran năm nay 52 tuổi, là 3 người nằm trong nhóm múa các cụ bà này. Hiện nay đó thì tất cả những cái thành viên còn lại người ta đều bày tỏ cái sự rất là đau buồn, là vì bà Virginia Sorensen là cái người là người biên đạo múa đó, cái người đạo diễn các cái điệu múa cho các cụ bà này nhảy múa mỗi năm, là bà đã qua đời. Cho nên là tất cả mọi cái sự thương tiếc trong những ngày vừa qua, khi mà khán giả người ta được hỏi là mỗi năm mà quý vị đến đây để tham dự vào cái cuộc diễn hành Christmas này đó ở tại Wisconsin thì quý vị chú ý đến điều gì, thì phần lớn những người khán giả đến đây, những người đứng hai bên đường để xem những cái cuộc diễn hành, họ nói là họ tập trung, họ chú ý để xem những cái màn múa của các cụ bà này. Đó là một cái màn rất là đặc biệt mà thu hút cái sự tham dự của họ. Thành ra là khi mà 3 cụ này qua đời trong một cái tai nạn thì tất cả người dân ở tại thành phố này rất là đau buồn, và họ đã đặt những cái khu vực tưởng niệm, những cái vòng hoa ở tại cái nơi mà đã diễn ra tai nạn trong những ngày vừa qua để cầu nguyện cho những người này. Thưa quý vị, hàng ngàn người tại tiểu bang Arizona trong tuần này đã nhận được những con gà tây miễn phí từ những người có lòng hảo tâm đã giúp ủng hộ những con gà tây này cho ngân hàng thực phẩm tại tiểu bang Arizona.
ngân hàng thực phẩm của tiểu bang Arizona United Food Bank đã phân phối ra hơn 2.000 những con gà tây đông lạnh và những cái món mà gọi là thực phẩm khác cho cư dân của cái tiểu bang Arizona xung quanh cái khu vực mà thành phố mà gọi là Mesa đó. Quý vị thấy rằng là trong ngày hôm thứ hai hôm qua tại cái sân vận động Mesa Convention Center, các tình nguyện viên đã tổ chức một cái buổi là phân phát gà tây miễn phí rất có tổ chức ở tại đây, và các ngàn người đã chờ đợi để mà nhận được những cái con gà tây đông lạnh miễn phí này, nhất là trong thời gian mà nhiều thứ nó đang khan hiếm ở trên thị trường, mà có được những người nào mà vẫn cho được mình những con gà tây. Quý vị thấy rằng xếp hàng như vậy giống như là xếp hàng chờ chích ngừa trong những cái mùa đầu của đại dịch. Vâng, thưa quý vị, vụ án của Kyle Rittenhouse đã tạm lắng động, tuy nhiên cái hồi âm của nó thì chắc chắn sẽ còn nhiều trong những ngày sắp tới. Ngày hôm qua thì trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn của đài Fox News với ký giả Tucker Carlson thì Rittenhouse đã có vẻ tươi tỉnh trở lại, và qua cái phần này thì trả lời những cái câu hỏi của phóng viên của đài Fox News. Trong đó anh ta nói rằng trong suốt 87 ngày không được ở cạnh bên gia đình vì cái vấn đề mà tôi phải tự vệ, và cũng như là cái vấn đề tôi đã bị lợi dụng vì những cái lý do này, lý do khác, và đặc biệt là liên quan đến vấn đề luật pháp. Một số những cái người như là ông John Peirce và Linwood đã cố gắng gạ gẫm tôi và cố gắng quyên góp tiền để mà họ có thể sử dụng nó vì lợi ích riêng của họ, chứ không phải là nằm trong cái nỗ lực để mà giúp cho tôi được sớm được tự do. Thì ngay là ông Chris Cuomo là người dẫn chương trình của CNN cũng nói rằng như vậy thì ông có đồng ý không? Tức là ông hỏi luật sư cho Rittenhouse. Thì ông này nói là tôi cũng đồng ý với cái vấn đề này, nó cũng có. Nhưng mà thực sự hiện nay đó thì đội ngũ luật sư vẫn còn đang tiếp tục để gây quỹ. Và cái số quỹ này nó tăng lên 2 triệu đô la nằm trong cái nỗ lực để mà có thể giúp cho Rittenhouse được thoát cái vụ án này. Thì đó là cái lời của luật sư Mark Richard. Thì anh này anh nói là có vẻ như anh đã kích những cái vị luật sư trước khi mà ông Mark Richard tiếp nhận cái việc mà để biện hộ cho anh này ở trước tòa trong cái vụ xử vừa qua. Và thưa quý vị, cũng sẵn đây thì cái người xứng ngôn viên của đài truyền hình host, ông Tucker Carlson, cũng đã đưa cho Kyle Rittenhouse hay là Kyle Rittenhouse một câu hỏi để cho anh có cái cơ hội để mà công kích lại Tổng thống Joe Biden. Tucker Carlson hỏi rằng anh có phản ứng gì khi mà Tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ gọi anh là một người kỳ thị da trắng thường đẳng. Kyle Rittenhouse trả lời như sau: thưa ngài Tổng thống, nếu mà tôi có được cơ hội để mà nói một gì đó với ông, tôi hãy khuyến khích ông nên đi xem lại cái bản án vừa qua và hiểu rõ những dữ kiện trước khi mà ông có những cái lời phát biểu như vậy. Nó là những lời phát biểu ác ý và đã mạ lị cái uy tín của tôi. Đó là cái lời phản ứng của Kyle Rittenhouse. Mà tôi cũng không nhớ rằng là Tổng thống Biden có gọi cái ông, cái anh chàng này là cái người da trắng thường đẳng hay không. Vâng, thưa quý vị, sang qua Bulgaria, trong đêm ngày hôm qua tại quốc gia này đã có một cái vụ tai nạn xe bus bốc cháy làm cho ít nhất là 45 người đã thiệt mạng. Nhà chức trách của nước này đã mở một cuộc điều tra về một chiếc xe bus đã bốc hỏa làm cho khoảng 45 người thiệt mạng và 7 người thương tích theo thông tin của truyền thông nhà nước. Và sau khi báo cáo sơ khởi cho biết là có 46 người tử vong thì nhà chức trách nói rằng là không biết rõ là 45 hay 46 người nữa, là vì hiện nay họ cũng vẫn chưa xác định được cái thi thể thứ 46. Theo đài truyền hình, nhà nước Bulgaria đã đưa ra các chi tiết này. Hiện nay thì nhà chức trách nước này cho biết là chiếc xe bus chở theo 52 hành khách, trong đó có 12 trẻ em. Và khi lửa bốc lên khoảng 3 giờ sáng ngày thứ ba theo giờ của Bulgaria, thì chiếc xe đã được người ta đến để cứu, nhưng mà không kịp để đưa tất cả ra ngoài. Và nó đã gây ra một cái chết thảm thương cho 45 người hoặc là 46 người theo tin tức của nhà nước Bulgaria. Chiếc xe này đã được ghi danh đăng bộ ở phía bắc Macedonia và đang di chuyển về phía nam.
Nó nằm ở phía tây của thủ đô Sofia, cái thành phố Struma. Và nhà chức trách cho biết là đa số hành khách là những du khách từ Bắc Macedonia. Thưa quý vị, cũng trong tuần này thì Hoa Kỳ đã cảnh báo các đồng minh về mối căng thẳng hiện nay tại biên giới Nga và Ukraine. Các quan chức tình báo của Mỹ đang cảnh báo các đồng minh Âu Châu về một cuộc tấn công quân sự tiềm năng của Nga vào Ukraine, với nguy cơ gia tăng khi mà thời tiết trở nên lạnh hơn, một cuộc xâm chiếm phụ thuộc vào thời tiết nhưng có thể xảy ra trong vài tuần tới, trừ khi có sự can thiệp từ khối NATO hay là phương Tây. Hàng chục ngàn quân Nga đã tập trung tại biên giới với Ukraine chỉ vài tháng sau khi hàng ngàn binh sĩ tập trung tại biên giới vào mùa xuân. Nhưng không giống như mùa xuân của năm ngoái, với cuộc tập trận trung được coi là một cuộc phô trương lực lượng. Giới tình báo của Mỹ cảnh báo rằng là lần tập trung này có thể là để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào vùng Donbass, miền đông của Ukraine. Tổng thư ký của khối NATO, ông Jens Stoltenberg, cho biết là liên minh đang theo dõi chặt chẽ về sự tập trung quân sự lớn và bất thường của lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine, và điều cần thiết hiện nay là Nga phải thể hiện sự minh bạch về việc tập trung đông đảo binh sĩ ở vùng biên giới và giảm leo thang sự căng thẳng hiện nay tại khu vực này. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, từ hôm qua cho đến nay thì chúng ta đã nghe những cái tin tức tình báo quân sự Hoa Kỳ cho thấy rằng Nga đang có những hoạt động quân sự một cách ráo riết ở khu vực biên giới Ukraine. Theo các nhận định tình báo thì họ cho biết rằng tất cả những cái xây dựng về cơ sở hạ tầng của Nga ở những khu vực chung quanh vùng biên giới với Ukraine đã tạo nên những mối nghi ngờ rằng Nga đang thực sự có một cái mục tiêu gì đó trong tất cả những hoạt động này. Đứng trước tình hình đó thì nhiều nhà phân tích quân sự cũng cho thấy rằng rõ ràng hiện nay Ukraine đang có ý định để tham gia nhiều hơn vào với cộng đồng châu Âu. Bên cạnh đó thì họ cũng đưa ra cái ý định là có thể sẽ tham gia vào với khối NATO tại châu Âu trong thời gian sắp tới. Câu hỏi được đặt ra là liệu chính những điều này có thể là tiền đề cho các hoạt động quân sự căng thẳng hiện nay tiếp tục gia tăng tại khu vực biên giới Ukraine hay không? Từ năm 2014, sau khi đã chiếm được bán đảo Crimea, thì Nga có vẻ như vẫn phớt lờ đi tất cả những lời lên án của cộng đồng thế giới về vấn đề này. Người ta cũng đưa cái vấn đề ra trở rộng một tí qua những ngày vừa qua. Những tuyên bố của ông Tập Cận Bình liên quan đến khu vực Đông Á và khối ASEAN, Đông Nam Á. Với những cái lời tuyên bố là Trung Quốc sẽ không bao giờ để chèn ép hoặc ăn hiếp các quốc gia chung quanh trong khu vực. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là Điện Cẩm Linh với ông Putin ngày hôm qua cũng đã đưa ra một cái lời tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ có vẻ đang giật dây để đưa ra những cái thông tin làm cho tình hình trở nên có vẻ căng thẳng nhiều hơn. Thực tế trong lịch sử nhìn qua với cái cách thức, cái phương thức hoạt động của hai quốc gia này, trong nhiều thời gian người ta vẫn thấy rằng các chính sách của các quốc gia cộng sản, hiện nay Nga tuy không phải là quốc gia cộng sản nhưng họ vẫn giữ cái đường lối giống như Liên Xô cũ trước đây, tức là làm và sau đó mới nói. Liệu thế giới có tin tưởng được cái vào lời hứa của Nga hoặc cái lời tuyên bố của ông Tập Cận Bình hay không? Và những hoạt động quân sự của họ ở những cái khu vực khác nhau nhưng cái hình thức rất giống nhau, nó có thể tạo thêm nhiều căng thẳng cho thế giới trong thời gian trước mắt hay không? Mời quý vị theo dõi với phần phân tích của Thái Lê Diệp sau đây. Thưa quý vị, trong tuần này đó thì Tập Cận Bình có hứa với khối ASEAN là sẽ không có làm những cái hành động mà gọi là gây hấn hay là bully với các nước láng giềng nhỏ hơn. Nhưng tôi không nhớ rằng là trong nhiều tháng qua Vladimir Putin có bao giờ hứa rằng là sẽ không có sử dụng quân đội để mà cưỡng chiếm những lãnh thổ mới mà ông đang có tham vọng muốn cưỡng chiếm hay không. Cho nên rằng là nếu mà anh hỏi tôi là có tin những lời nói của Vladimir Putin hay không đó, thứ nhất là tôi sẽ không tin, và tôi nghĩ rằng là thế giới cũng không ai tin đâu. Mà thứ hai nữa là ông có hứa là không có cưỡng chiếm nước này hay nước kia đâu mà đi tin cái chuyện đó. Cái việc mà Vladimir Putin hiện nay đang coi như là củng cố quân đội của ông ở tại biên giới với Nga và Ukraine, nó có nhiều lý do lắm. Không phải chỉ là về vấn đề là ông muốn chiếm khu vực Donbass đâu, nhưng mà đây cũng có thể là một cách để cho Nga và Trung Quốc mỗi ngày
lớn một chút xíu và thử coi rằng là Tổng thống Biden thật sự có cái sự kiên định rằng là bảo vệ cái trật tự hiện tại của thế giới hay không, hay rằng là để cho hai cái nhà là coi như là lãnh đạo Nga và Trung Quốc cứ thay phiên nhau, mỗi người lớn một chút, nhất là sau khi trong thời gian qua chúng thấy rằng là thật sự Hoa Kỳ đã có những cái cử chỉ rất là yếu ớt ở tại Trung Đông, ví dụ như là Afghanistan. Nếu mà anh hỏi tôi một cách như vậy đó, là Nga là từ lâu, từ thời của Tổng thống Obama, mình chứng rõ rằng là đã không có thể tin tưởng được, vì trong 4-5 năm trở lại, Vladimir Putin càng ngày không chứng tỏ mình là một cái người lãnh đạo của một cái quốc gia mang tính cách dân chủ, mà càng ngày thấy rằng là ông muốn trở thành một cái nhà độc tài, tại vì vĩnh viễn trong một cái xã hội mà phải được coi như là chỉ đạo theo cái nguyên tắc riêng của ông mà thôi, thưa anh. Trong cái chuyến công du Senegal vừa qua đó, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Antony Blinken cũng đã đưa ra một số các cái nhận định của mình. Ông ấy nói rằng Hoa Thịnh Đốn hiện nay đang rất lo ngại về cái hoạt động quân sự bất thường của Nga ở khu vực biên giới Ukraine. Ông Blinken đã nói như thế này nè. Ông nói là chúng tôi biết ý định của Tổng thống Putin là gì, nhưng chúng tôi biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ông nói với các phóng viên trong chuyến thăm. Ông nói là chúng tôi biết rõ sách vở về việc cố gắng viện dẫn một số các hành động khiêu khích, hão huyền từ Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, và sau đó lấy nó làm cái cớ để thực hiện những gì mà Nga đang lên kế hoạch để làm từ trước đến nay. Người ta biết rõ ràng rằng Ukraine đang muốn hội nhập với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là NATO cũng như là Liên minh châu Âu. Nhưng ông Putin đã biến cái việc đưa quốc gia chư hầu cũ này của mình trở lại dưới quyền kiểm soát của Moscow là cái mục tiêu trọng tâm trong hai thập kỷ cầm quyền của ông. Người ta đã chứng kiến năm 2014, như chúng tôi đã thưa cùng quý vị ngay lúc đầu, là Nga đã chiếm bán đảo Crimea và họ đã gây ra những cái xung đột ở phía đông ở khu vực Donbass, và họ đã điều quân đội qua để hoạt động ráo riết những cái hoạt động huấn luyện, xây dựng cơ sở hạ tầng ở thế này, điều chuyển những cái vũ khí hạng nặng đến khu vực này trong suốt thời gian vừa qua. Thì đây không phải là một cái lý do mà theo như lời nói là không muốn gây đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào, hoặc là không muốn có những cái hành động tấn công. Nhưng mà thực chất làm sao có thể tin được tất cả những cái lời hứa này khi mà họ hứa một đàng và họ đi làm một hướng khác lại. Chẳng hạn như cái việc Trung Quốc cứ hứa là mỗi lần tuyên bố là tôi sẽ không làm điều này, tôi không làm điều kia, chúng tôi sẽ chấp hành theo đúng, sẽ quan hệ ngoại giao để có những cái cuộc đàm phán song phương, đa phương. Nhưng càng đàm phán thì họ càng lấn lướt và họ cứ bước từng bước nho nhỏ và tạo nên một cái sự căng thẳng ở trong các cái khu vực mà họ để mắt tới. Do đó mà nói chung lại đó, cái việc mà có tin tưởng được vào cái lời hứa của Putin hay là của Tập Cận Bình này không, điều đó thì chắc chắn ai cũng đưa đến một cái nhận định rõ ràng: không bao giờ đáng tin tưởng. Đừng nói chi rằng là những cái chuyện mà nó căng thẳng như là về vấn đề quân đội, quý vị thấy rằng là trong lúc mà ông Trump tại chức tới lúc mà ông Biden bây giờ là tổng thống đương nhiệm đó, bao nhiêu lần Nga đã sử dụng các gọi là nông trại hacker để mà tấn công vào các coi như là cơ sở IT của các công ty tư nhân Mỹ cũng như là các ban ngành chính phủ ở tại Mỹ. Thì những cái chuyện mà gọi là gây hấn và khiêu khích như vậy, nó không phải chỉ diễn ra ở tại khu vực biên giới với một nước ở tại Âu Châu, mà ngay cả Mỹ, thì Nga hiện nay vẫn không có bỏ qua những cái cơ hội để mà gây khó khăn cho các cơ sở thương mại cũng như là nền kinh tế của Mỹ. Thì hiện nay cái quan hệ giữa Nga và các nước như là Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đó là một cái vấn đề không tin tưởng được, chỉ có tính theo ngày và cố gắng làm sao mà đừng có để cho nó gia tăng thêm cái gì đó mà nó gây ra những cái biến cố không kiểm soát được mà thôi, thưa anh. Vâng, thưa quý vị, tóm lại là chúng ta không thể tin được những lời hứa của Nga hay là của Trung Quốc. Cảm ơn phần phân tích của Thanh Lê Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi quý khán giả. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng, và DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn.
Fuji Massage Chair giới thiệu Dr. Chemical, số 1 về vật lý trị liệu, công nghệ Nhật Bản, thiết kế không trọng lực, hệ thống con lăn 3D ôm trọn cơ thể và túi khí toàn thân, định vị nhấn đúng từng huyệt đạo, đầy đủ chức năng với giá cả hợp lý. Ghế Chemical nhiều màu sắc, nhỏ gọn đặc biệt cho người Á Đông, phù hợp cho mọi không gian nội thất. Trong tháng nhân lễ Thanksgiving, một ghế Chemical sẽ giảm ngay $2,000 với 18 tháng không tiền lời. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. 714-855-5456, 714-855-5456. Toàn Moissanite 3D IF nước đi của công ty DMJ Gems là công nghệ mới nhất hiện nay ngoài thị trường chưa có, bởi vì Moissanite 3D có độ cứng hơn Moissanite VVS trước kia. Moissanite 3D có đủ độ cứng 100% như kim cương, có thể cắt bằng tay để tạo sự chiếu sáng như kim cương thật. Và chỉ có Moissanite 3D mới có thể tạo được đường cắt hình dạng bồng cúc, 8 mũi tên và 8 trái tim. Đặc biệt là màu của xoàn Moissanite 3D rất trắng và trong suốt, không thấy màu xanh và xám. Moissanite 3D IF nước đi càng đẹp, càng chiếu sáng và sẽ là niềm tự tin của bạn. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ ship hàng từ 3 đến 7 ngày. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sale hột 2 carat giá 500 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824 hoặc 480-289-1696. Nếu không gọi được, xin liên lạc lại sau 7 giờ tối giờ California. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.